Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với chuỗi video về từ vựng của IELTS. Mình làm chuỗi video này chủ yếu là để điểm qua một số từ vựng có ích cho phần thi nói, phần speaking cho kỳ thi IELTS. Và chủ đề hôm nay là email, là một trong những chủ đề cũng đang hot trong mùa thi này. Ok, so mình hôm nay sẽ học 5 cụm từ nhé. Ok, so từ thứ nhất của ngày hôm nay là từ compose. Ok, đây là một động từ. Và mọi người để ý là chữ này nhấn âm thứ hai. Chữ này đọc lại là compose. Nghĩa của nó là soạn email. So mình có thể đọc câu ví dụ là: Whenever I compose an email, I will make sure it is concise because I don't want to sound wordy. Thì ở đây mình xin lưu ý với các bạn từ concise có nghĩa là ngắn gọn, và chữ wordy có nghĩa là dài dòng. Ok. Và từ thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó chính là từ forward. Ok, từ này là động từ nhấn âm thứ nhất. Chữ này đọc là forward, nghĩa của nó chính là chuyển tiếp. Ví dụ như là khi mà mình nhận được một cái email từ ai đó, sau đó mình muốn gửi cái email đó đến một người khác, mình chuyển tiếp, thì mình sẽ nói là to forward an email to someone. Ok, đến ai đó. Và chữ thứ ba mình muốn giới thiệu với các bạn đây là chữ email address. Ok, địa chỉ email, right? Và các bạn lưu ý là chữ này không phải đọc là address, ok? Đây là danh từ cho nên mình sẽ nhấn âm đầu address. So, email address. Cho các bạn một ví dụ nhé. What's your email address? I'm gonna forward David's email to you later. Và từ thứ tư mình muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay đó là chữ attach. Đây là một động từ và nhấn âm 2, ok? Attach. Chữ này có nghĩa là đính kèm. Thì khi mà mình soạn một cái email cho ai đó thì mình thường là có đính kèm một cái hình hay là đính kèm một cái văn bản gì đấy trong email để mình gửi cho người ta, đúng không? Thì mình cho các bạn ví dụ nha. You can attach a photo or a document to an email if you want. Và hai cụm từ cuối cùng mình muốn giới thiệu đến các bạn, hai cụm từ này có thể được xem là từ đồng nghĩa, ok? Đó là spam và junk mail, ok? Các bạn để ý mà khi mà mình có cái cụm từ danh từ ghép như vậy thì mình sẽ nhấn âm đầu, nó sẽ là junk mail chứ phải đọc là chân mail, ok? Hai chữ này có nghĩa là thư rác. Thì thư rác là những cái thư mà các nhà quảng cáo hay là những cái công ty sẽ gửi cái email đến bạn để khuyến khích bạn mua sản phẩm của họ. Thì các bạn cũng nên lưu ý là khi mình nhận những cái junk mail như vậy á, thì đôi khi họ sẽ để một cái link ở trong đó, và nếu mình không để ý thì mình bấm vào cái link đó, nó sẽ đưa mình đến một cái trang web, và có thể trang web đó sẽ có một cái virus hay là nó sẽ ăn cắp thông tin cá nhân của mình, hoặc là nó sẽ làm hại cái thiết bị điện tử của mình, nên các bạn cũng để ý ha. Thì tụi mình sẽ dùng cái từ này trong câu như thế nào? Ví dụ như là be careful when opening junk mail because it can contain a link to a website that, you know, contains a virus. Ok, và mình đã hoàn thành 5 cụm từ của ngày hôm nay liên quan đến email. Và bây giờ mình thử điểm lại cách đọc và nghĩa của những cái cụm từ này nha. Cụm đầu tiên là compose. Nhớ đây là âm z. To compose có nghĩa là soạn thư. Chữ thứ hai là forward. Forward đây là động từ có nghĩa là chuyển tiếp. Và chữ thứ ba mình đọc là email address, địa chỉ email, ok? Và chữ thứ tư là attach. Đây là đính kèm cái tập tin gì đấy trong cái email của mình. Và cái cụm thứ năm là spam hoặc là junk mail. Mong rằng video này đã có ích cho các bạn. Và nếu mà các bạn chẳng may đi thi mà dính chủ đề email thì mình mong rằng các bạn có thể áp dụng những từ này và lấy 7 chấm trở lên, ok? Nếu các bạn cảm thấy video của mình hữu ích và muốn quan tâm theo dõi những video sau về những từ vựng của nhiều chủ đề khác cho kỳ thi IELTS Speaking, thì các bạn nhớ bấm nút subscribe ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại. Peace!